Một nhạc phẩm của Vĩnh Điền, phổ thơ Hà Quốc Duy Việt từ núi rừng Quảng Nam, cách đây 44 năm. Trên Facebook của chị Ái Cầm, có tải lên nhạc phẩm Trái Tim Người Viễn Xứ, do nhạc sĩ Vĩnh Điền phổ thơ của thi sĩ tên tuổi Thái Tú Hạp, được trình bày qua tiếng hát Diễm Liên. Bài thơ rất hay được chuyển tải thành một tình ca qua dòng nhạc Vĩnh Điền đã tạo ra những cảm xúc khó tả của người nghe. Buổi sáng nghe tiếng chim hót trên mái chùa xưa, tiếng chuông vọng âm trên cành lá xanh. Con bước chân ta về, về từ đâu sống rộn rã nhịp sống yêu thương. Mùa hạ vàng nắng ngoài hiên, em thả bay từng sợi tóc mơ, nụ cười nghiêng bên thềm hạnh ngộ. Đời cõi tạm mù sương, dù ta nội trôi, dù ta u muội, dù ta sông rũi một kiếp trầm luân, rồi cũng quay về nơi nguồn cội để thấy tình non kia nước đậm đà. Dù cho người thù hận xót xa, vườn phú xưa đưa em đi giữa lối sầu riêng ngát thơm hoa bưởi, liệm mát từng ngụm dừa xin đi qua hồn ta bát ngát. Con chim mạch nước cựu long chưa tràn mộng lành, mùa xuân vừa thức dậy rừng cây. Từ trên bia những thanh gươm một thời vùng vẫy cũng tàn phai trong cát bụi phù vân. Buổi sáng hôm nay đường vui hoặc chợ có tiếng khoác em khuôn nhịp trường tiền. Trong nỗi niềm của người sống xa quê hương,
chúng tôi nhớ đến những người bạn trong những ngày sống tại các trại lao động ở vùng núi rừng tỉnh Quảng Nam và nhớ đến một nhạc phẩm của nhạc sĩ Vĩnh Điền. Phổ bài thơ Trên nhánh rong đời của Hà Quốc Huy được viết vào năm 1977 khi các anh Vĩnh Điền và Hà Quốc Huy cùng chúng tôi ở cùng trại. Vì một lý do tế nhị, chúng tôi tránh không ghi lại nội dung bài thơ, dù là tóm tắt, mà chúng tôi chỉ muốn nói đến những rung động của nhạc sĩ Vĩnh Điền khi phổ nhạc bài thơ này mà lúc vắng người, anh đã hát cho vài người thân thiết nghe. Có một câu mà khi anh hát lên, đã làm cho chúng tôi xúc động. Trên tình yêu em, là tổ quốc. Phải sống cùng nhau trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất mới cảm nhận tận cùng âm hưởng và ý nghĩa của câu hát đó. Bản nhạc anh Vĩnh Điền đã phổ bằng khả năng nhạc lý của anh khi không có nhạc cụ. Bài thơ của Hà Quốc Huy, theo cảm nhận của chúng tôi là rất hay, và qua tài năng của nhạc sĩ Vĩnh Điền, nhạc phẩm phổ thơ này đã trở thành sức mạnh tinh thần, vượt qua được những ngày cùng cực nhất trong đời. Cách đây 18 năm, anh Vĩnh Điền, anh Hà Quốc Huy đã hội ngộ tại quận Cam miền Nam Cali trong một buổi giới thiệu nhạc sĩ Vĩnh Điền do bằng hữu tổ chức. Hôm đó, anh Vĩnh Điền đã hát lại nhạc phẩm này. Và trong hàng ghế người nghe, chúng tôi rất xúc động và nói trong nghẹn ngào với một người bạn cùng trại năm xưa rằng, nghe Vĩnh Điền hát, nhớ những ngày khốn khổ ở rừng núi Quảng Nam. Tưởng chừng như tên tuổi chết đi, tưởng chừng như thân mình là lá ô khô héo dần như khúc cuội vô tri. Trên nhánh rong đời bó tay chịu chẳng có gì đâu, trước hòm súng thu kim có gì đâu, trên cao vực thẳm nỗi đau này đâu phải của riêng mình. Trên nhánh dòng tình lao lung trôi dạt, một đôi khi nghĩ lại cũng buồn, một đôi khi ta thèm giọt nước mắt là mảnh trăng để được luyến lưu. Trên nhánh dòng tình đã mơ mắt đời, ước nào một lần được vuốt tóc em, ước nào một lần được nghe em khóc mắt môi ngọt ngào. Chắc đó là đây, trên tình yêu em là tổ quốc, trên quê hương vẫn một màu cờ, cho dấu tình người có vội bạc thôi đầy nước chua cay gửi vào thơ. Trên tình yêu em là tổ quốc, trên quê hương vẫn một màu cờ, cho dẫu quê hương này đã mất, xin hẹn với non sông một lời thề. Trên tình yêu em là tổ quốc, trên quê hương vẫn một màu cờ, cho dấu quê hương giờ đã mất, xin hẹn với non sông một lời thề.
một lời thề. Xin hẹn với non sông một lời thề.